Dạ không ạ. Vâng, kính thưa quý khán giả KBC Hải Ngoại, bây giờ thì chúng tôi đang có mặt ở chỗ hàng đào vòng xoay hầm cá mập, nhà hàng hầm cá mập. Nơi đây là không xa lạ gì đối với lại đồng bào của chúng ta ở Hà Nội này. Mỗi thứ sáu, tức là ngày mai đã bắt đầu là ngày mai thứ sáu thứ bảy là chúng ta đã có một cái chợ đêm ở ngay cái hàng đào này. Trên cái bục chúng tôi thấy có một cháu công an nữ đang đứng cầm bà ton. Vâng, bên cạnh này thì chúng ta thấy những cái anh em mặc quần áo thường phục, quần áo màu xanh thường lệ của công an. Chúng tôi đang đứng ở đây. Vâng, kính chào tất cả các bạn đang đứng ở đây. Lúc nãy trưởng đi về thấy được nhà, nhưng mà rốt cục thì hai đường đều bị chặn hết, một đường dành cho ông Donald Trump, tức là đường này, và một đường dành cho ông Kim Jong-un đi đường bên kia. Và cái hình ảnh hôm nay quý vị đã thấy, nhìn thấy trong live stream của KBC Hải Ngoại, ông Donald Trump đã giơ tay ra bắt tay với ông Kim trước, nhưng mà cái cười ông Kim thì lại có một cái cười tươi, rất là tươi. Và chúng ta thấy rằng đây, cái địa điểm chúng tôi đã nói rằng Việt Nam là một cái địa điểm tuyệt vời, đã mang tới cái kết quả rồi. Chúng ta chưa biết ngày mai cái kết quả ra sao, nhưng mà theo những cái hình ảnh chúng tôi ghi nhận được thì có lẽ là hai nguyên thủ quốc gia đã đạt được những cái thỏa thuận rất là tốt rồi. Thì sau cái cột này được rồi. Đúng rồi, bên trong mình chứa gì? Không, đồ nghe để đi làm thôi. Chú để dịch cái sau. Chú để dịch cái. Nếu mới ở trung tâm báo chí nha. Không vấn đề gì cả. Quan trọng quá. Sáng ngày đã cực ông Trung tá. Bây giờ lát nữa ông đi qua đây cho đợi nhá. Không đợi rồi đó. Dạ, dạ. Live stream. Đây, đây là bé này muốn live stream. Đây. Giơ giơ hai ngón tay lên, độc giả KBC Hải Ngoại đẹp lắm, mà đẹp trai lắm. Nhưng mà dân trai mặt thì nhiều hơn. Vâng, thưa quý khán giả, và ghi nhận được cái ngày hôm nay chúng tôi rất là mệt mỏi, từ bắt đầu từ 7 giờ sáng cho tới bây giờ thì cũng gần 8 giờ nhưng mà vẫn còn ở ngoài đường. Đáng nhẽ thì giờ này thì Derek Phạm đã về nhà nằm ngáo ra rồi. Chúng tôi mới gặp nhà báo Đoàn Trọng, thì nhà báo Đoàn Trọng bảo mệt quá anh Hùng ơi, không có sức. Lúc nãy thì tại vì bị rào đường, thành ra ông cũng phải đi bộ từ đường hàng đào này, tức là trước mặt chúng tôi kia, đi ra tới lên tới trung tâm báo chí ở 51 đường Trần Hưng Đạo. Vâng, ở trong cung hữu nghị Việt Xô. Và thưa quý khán giả, Đoàn Trọng thì nổi tiếng là không có sức dẻo dai. David Minh thì hãy còn cười tươi, thì không biết là có phải nghe live stream hay không, nhưng mà Đoàn Trọng đã tới bắt tay tôi. Và chúng tôi có nói chụp tấm hình, nhưng mà có lẽ là sợ hình ảnh của nhạy cảm của nhà báo sẽ làm cho ảnh hưởng tới Little Sài Gòn TV. Vâng, sau đó thì ngày hôm nay thì
có một người vẫn chưa muốn gặp và chào và bắt tay, đó là Vũ Hoàng Lân. Đi ngang qua nhà báo rất nhiều lần nhưng mà không có nói năng. Đây là một cái cử chỉ chúng tôi nghĩ rằng là nó rất là thiếu thân thiện. Cả nếu mà không muốn nói rằng là tao đéo thèm nói chuyện với mày. Vâng, kính thưa quý khán giả, chúng tôi vẫn đang đứng chờ đây và có lẽ là bây giờ mấy giờ cháu? Vâng, 20:30 các ông lúc 6:20 thì trên đài truyền hình đã chiếu hai vị ngồi bắt tay với nhau và gặp nhau xong rồi ngồi bắt tay với nhau và đã nói một câu, ông Donald Trump đã nói một câu trước khi kết thúc cuộc nói chuyện rất là ngắn. Cuộc nói chuyện có thể không thể tới 5 phút, không dài tới 5 phút. Và ông Donald Trump nói tôi sẽ đưa ông trở thành một lãnh tụ hàng đầu trên thế giới về mạnh về kinh tế. Có nghĩa rằng đã không trả lời mà cứ gọi không. Vâng, thưa các bạn, anh Nguyễn Văn Khánh, quý vị nào có Facebook của anh Khánh, nhắn tin cho anh Khánh, yêu cầu không có gọi điện thoại cho nhà báo liên tục từ nãy giờ 5 lần, chúng tôi đã nói rồi. Trong suốt thời gian chúng tôi làm việc đây 26, 27, 28, 3 ngày không có nói chuyện cá nhân. Chúng tôi đang đi làm việc những cái công việc mà gửi tới tất cả quý khán giả KBC hải ngoại trên toàn thế giới, những cái hình ảnh nhanh nhất. Đỗ Thiên Trung có biết Nguyễn Văn Khánh không? Nhắn tin rồi mà Nguyễn Văn Khánh là không có gọi nhà báo nữa nhé. Đã nói rằng không thể nói chuyện bây giờ. Đấy. Trong suốt 3 ngày 26, 27 và 28 chúng tôi không tiếp điện thoại của bất cứ một người nào. Và chúng tôi sẵn sàng chặn những cái người đó và hủy bỏ kết bạn. Vâng, cảm ơn các bạn. Chúng tôi nghĩ rằng bất cứ giờ phút nào từ đây cho ra tới 9 giờ là chắc chắn là ông Donald Trump sẽ đi ngang qua đây và sẽ gửi tới những hình ảnh. Quý vị thấy rằng dân chúng Hà Nội rất là hiếu khách. Ngày hôm qua chúng tôi ở phi trường, sân bay VIP, sảnh VIP trở về thì về tới nhà là 11 giờ đêm. Vừa về tới nhà xong thì nhận ngay cái message của ông Donald Trump, tại vì chúng tôi có tài khoản của Twitter. Thì ông Donald Trump, ông về tới khách sạn, câu đầu tiên ông nhắn trong đó là gửi lời cảm ơn tất cả dân chúng Việt Nam đã đón tiếp ông rất là nồng nhiệt và ngoài cái sức tưởng tượng. Ông không nghĩ rằng một ngày nào ông đi tới Việt Nam mà được đón tiếp mà giống như vậy, và ông rất là trân trọng. Và câu cuối cùng ông nói rằng tôi luôn luôn yêu quý các bạn. Vâng, thưa Tổng thống Donald Trump, ông yêu quý chúng tôi, nhưng mà chúng tôi cũng mong rằng đừng bao giờ ông mang bom đạn vào đất nước của chúng tôi. 44 năm chúng tôi đã không có chiến tranh. Vâng, thì điều đó là một cái điều chúng tôi rất là trân trọng. Và chúng tôi nghĩ rằng trong cái tình hữu nghị bây giờ, Donald Trump đang là người có chủ trương, đã là có một chủ nghĩa dân tộc. Mà thưa quý khán giả, Bác Hồ đã có cái chủ nghĩa dân tộc từ lâu rồi. Và bây giờ tất cả các xã hội trên thế giới, và ông Jang Kim Jun cũng là một cái người đã có cái chủ nghĩa dân tộc. Vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi ghi nhận trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, mặc dù rất ngắn ngủi, cái người đầu tiên mà nở một nụ cười rất là tươi, đó là ông Kim Jong Un. Và cái người mà bắt tay đầu tiên, đưa tay ra để bắt là ông Donald Trump. Và nếu mà quý vị ghép hai cái tên đầu của các ông này ở trên cuối là ông Trump và ông Kim, thì chúng ta tiếng người Bắc hay gọi Trump bằng CH, Trump. Thì ông kia là Kim, Trump Kim. Mà hai ông Trump Kim đã tới Việt Nam để mà châm cứu. Đất nước của chúng ta trở thành một địa điểm châm cứu cho ông hai ông Trump Kim. Dạ vâng. Và thưa quý khán giả, và chúng tôi vẫn còn đang đứng đây, chung quanh rất nhiều người đang đứng xem và nghe KBC Hải Ngoại chương trình.
hy vọng rằng chúng tôi không có nói dở, tại vì các đài truyền hình ở đây thì nói hay lắm. Kênh youtube.com/thacmac52. Tại vì độc giả muốn đọc báo là gì thắc mắc đúng không? Thắc mắc 52. Vâng, thưa quý khán giả, ngoài những dân chúng địa phương đây, chúng tôi còn thấy rất nhiều khách Tây ở ngoài Hà Nội, nói chung là khách Tây. Nhưng mà thật sự rằng Tây đây là người ngoại quốc chứ không phải là khách Tây, là người Tây, người Pháp. Vâng, dọc cái đường này chúng tôi chạy từ bắt đầu đường Trường Thiền. Thì ở đường Trường Thiền thì xe taxi chúng tôi vừa chạy qua thì bắt đầu hàng rào sắt đã được căng ra. Tất cả những người đi vào đường Đinh Tiên Hoàng, đường Lý Thái Tổ là kêu coi như là không đi được. Và ngoài tượng đài Lý Thái Tổ thì vẫn có một cái chương trình văn nghệ để mừng. Thế còn ngoài ra thì hai bên đường, tất cả những cái đường đâm ngang qua đều đóng hết cho tới cái khu vực này. Hàng bông phải không? Không rồi, lý không phải Lý Thường Kiệt, xin lỗi, Lý Thái Tổ. Chẳng khi Trường Thiền, cái đường Trường Thiền bây giờ đóng rồi. Đấy, đúng, vừa đóng xong. Tức là xe ô tô không chạy được, nhưng mà xe gắn máy thì có thể chạy được. Mấy giờ là... Dạ, không biết. Cái vấn đề đó là vấn đề rất là an ninh. Cái đám Mỹ nó hoàn toàn nó kiểm soát hết cả mọi thứ. Đám Mỹ nó kiểm soát hết mọi thứ. Ngay cả xe mà cảnh sát giao thông của mình, xe gắn máy. Vâng. Dạ. Dạ thưa, sang bên từ hôm 22 ạ. Dạ vâng. Tôi vẫn luôn luôn ca xe. Vâng, cảm ơn anh. Dạ vâng. Chúng tôi gặp rất nhiều độc giả. Dạ. Nhưng mà hôm qua cũng gặp lần. Dạ. Thú vị không? Dạ, rất là thú vị. Anh thấy thú vị nhất tuyệt vời. Đấy, cái lúc ấy tôi mới tường trình xong. Cực kỳ hay. Tôi mới tường trình. Cực kỳ hay. Đấy, cái đó là chửi lên mặt tụi bác bè bên này. Đây là chủ động nhé. Dạ vâng. Những bài cầm sản phẩm. Nói là những bài anh viết tôi đọc, tôi rất là thú vị. Dạ, cảm ơn anh. Đấy, độc giả tôi nè, độc giả tôi phê bình. Đây là nhà báo mà mấy chục năm sau đó về Việt Nam. Và từ đấy gắn bó với Việt Nam, với Tổ quốc mình. Ngày xưa cùng là chiến tuyến, khác chiến tuyến với tôi là quân đội bên dạ. Tôi là biệt động quân của Việt Nam Cộng Hòa, tức là bên kia chiến tuyến cùng tham chiến ở Quảng Trị. Cùng tham chiến ở Quảng Trị, nhưng mà đối đầu nhau. Đối đầu nhau ngày ấy, nhưng bây giờ là bạn thành bạn rồi. Dạ, vâng. Bạn lâu rồi. Vâng, thưa các bạn, chúng tôi đang bị quay phim và chúng tôi đang bị quay hình. Nhưng mà chúng tôi vẫn cứ để cho mọi sự tự do. Tại vì từ hôm tôi về đây có rất nhiều người quay phim mà cũng rất nhiều người quay hình. Thì bảo là thằng phản động nó đang đi. Không sao cả. Dạ vâng. Bởi vì anh biết là khi mà tôi xem cái PO với lại báo Người Việt ấy. Dạ vâng. Nó bảo là tổng bí thư nhà mình, chủ tịch nhà mình. Dạ. Né hai bên này. Dạ vâng. Chạy sang Lào sang Campuchia. Không phải. Đến bây giờ. Thưa ông, ngày hôm về ngoại giao là nó thế. Ngày hôm qua tôi đã trả lời rồi bằng một cái live stream. Ok. Tôi nói là cái chương trình của Nguyễn Phú Trọng đi ấy, nếu có đó ít nhất là 6 tháng trước. Đúng rồi. Người ta đúng phải rồi, chuẩn bị 6 rồi, tháng trước. Đúng rồi. Và ông Nguyễn Phú Trọng trở về 26. Đúng. Chiều 26 ông trở đúng. Về đây sáng ông vẫn có đủ rồi. Thời giờ để đấy, mà sáng nay bằng chứng là sáng nay ông tức là về ngoại giao. Ông Trump đã tới. Đấy. Cái mình là như một cái nhà hàng. Dạ. Người hai ông Trâm và ông Kim giống như là hai họ tới mượn cái nhà hàng mình để tổ chức tiệc cưới. Đấy, không có nhất thiết là ông chủ nhà hàng phải có mặt. Tuy nhiên rằng á, vì cái vấn đề mà nó là ngoại giao,
chứ không phải là cái thủ tục. Cái này không có gì thủ tục hết, tại vì đây là không phải chính thức. Tuy nhiên nó vẫn là một cái hình thức. Anh tới nhà tôi anh phải trình diện. Thế rồi, thì không cách gì mà gọi là ông Nguyễn Phú Trọng mà ông bỏ làm gì cũng phải trốn đi. Làm gì phải trốn? Nếu mà đã trốn đi thì cho mượn chỗ để làm cái gì? Tôi không lý, tôi nói rằng tôi chửi một câu rằng tin sư bố mấy anh ba que nói bậy. Cái suy nghĩ của anh quá hạn hẹp. Vâng, nhà báo tôi rất lưu quý. Dạ, năm nay mới có 73 tuổi. Ai chứ nói 37 tuổi. Vâng, bằng tuổi đấy. Tôi này, Donald Trump này, Bill Clinton này, Hillary Clinton này, George W. Bush này. Ngũ quỷ. Sau 4 mấy năm lần đầu tiên anh về, anh khóc từ một bài khóc. Là về quê hương. Về quê hương đấy. Trước đấy, xin nói thật với anh là sĩ quan con. Mới có hai tay. Lúc đấy chống cộng. Đến mới có hai tay đứng sau lưng tôi quay phim. Xong rồi tôi bắn tiếng một cái, bây giờ nó bỏ ra bên góc bên kia. Sau đó là mà cũng bắt đầu là tìm hiểu và quen thân lần này từ khi mà ông lập cho cái báo KCB. Đấy, hai thằng đấy đấy. Kệ. Như vậy là lần về muộn hơn anh. Vâng, lần về muộn thì... Nhưng mà KBG hải ngoại là có đầy đủ đúng tất rồi, cả những đi cái đi ấy, tại mấy anh chị về đây đi chơi. Hả? Tới chưa? Rồi, sắp trở rồi đó. Chưa? À, hai chiếc xe cảnh sát. Mình đi vào trong, mình đi vào trong JW Marriott. Đúng rồi. Mà nó, mật vụ Mỹ luôn đó, nó chặn lại, nó khám xe. Rồi nó sợ là mình bị ấy. Không đi được. Chưa khó tí vậy. Bắt đầu vào đường. Tức là 8:35 thì mới kết thúc tiệc. Dạ vâng. 20 phút gặp và 90 phút ăn. Ông Donald Trump ngày hôm qua khi ông tới thì ở phi trường ấy, chúng tôi ở đó là sân bay ấy, lúc đó là 9:15. Thì ông về đây khoảng chừng 10:30. 11 giờ ông đã gửi Twitter lên, ông nói là chúc cảm ơn tất cả dân chúng Việt Nam đã đón ông rất là cái nồng hậu. Ông ngoài sức tưởng tượng. Lần trước ông về cũng thế mà. Vâng, được, cũng cũng thế, nhưng mà ông về lần trước là ông về Đà Nẵng. Ông về Đà Nẵng. Về đây mà. Ông Donald Trump vào Đà Nẵng xong APEC 2017. Đây, xong đây. Xong rồi ông mới ra đây. Ông ra đây một lần trước là ông đi ở bên đường Tráng Tiền thì đúng rồi đấy. Ông ra đây ông chỉ gặp ấy xong rồi cái là ông đi luôn. Ông đi qua bên Singapore. Trời ơi nhà báo mà. Vâng. 2 ngày châu Á. Đúng rồi. Vâng, thưa quý khán giả, chúng tôi rất là trân trọng những anh em an ninh mấy ngày hôm nay làm vất vả, mà không phải là chỉ mấy ngày hôm nay mà mấy anh em đã phải học tập. Đó là ngày nào hầu như là cũng có, chưa kể những sự thao diễn trong trường hợp có những cái bất chắc xảy ra thì nó như thế nào. Đấy. Thì chúng tôi biết ngay cả anh em phòng hỏa chống hỏa đó, phòng hỏa cứu hỏa cũng vậy. Rồi bắt đầu tiếng còi đấy. Tiếng còi bắt đầu đấy. Nhưng mà từ khi mà đấy. Không phải, tại vì sau khi mình thấy rằng á, những cái trò các anh ấy, mấy năm đầu có thể được, nhưng mà sau này thì trong đó tôi mới biết được á, là nó lợi dụng cái chính nghĩa cờ vàng để mà nó đi mà cái đất tiền của đồng bào. Đấy, chứ nó chẳng có yêu nước gì hết, nó yêu tiền không à. Nhưng mà cái gì đó cũng vậy, tôi là con người là dòng máu cách mạng. Tại vì ông ngoại là hồi xưa là ở Bắc Giang, trên Bắc Giang. Ông ngoại đã đi theo cụ Hoàng Hoa Thám. Đi rồi bỏ trốn lên Lai Châu. Lúc mà bị cụ cái mật Tây nó tấn công vào Bắc Giang. Thì không chết, nhưng mà mình có cái dòng máu cách mạng trong người. Đã từng lên tàu ra chiến đấu với 981. Lên tàu đấy. Giàn khoan đấy. Đấy ông này. Biểu tình trước Trung Quốc. Đứng ở trên xe lam của mấy anh cựu chiến binh này. Nói vào cầm cái loa nói vào trong đó là Trung Quốc.
23 lần trong vòng 7 năm. Dạ vâng. Đúng rồi. Thế nhưng mà nó bây giờ là hàng cái qua cái vụ này nữa. Anh có hai chiếc xe limo. Đấy. Mà cái xe limo